chào tất cả các bạn. Và đến với chương trình tư vấn du học Mỹ hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái visa dành cho du học sinh tại Mỹ trở về thăm nhà và cách gia hạn visa thì như thế nào. Thì các bạn du học sinh Mỹ thân mến, khi mà đi du học Mỹ thì chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ có kế hoạch về thăm gia đình vào những dịp nghỉ lễ dài ngày hay là nghỉ Tết hoặc là nghỉ hè. Và hàng năm thì đã có không ít trường hợp các bạn du học sinh về thăm nhà nhưng mà không xin được visa mới để trở lại Mỹ, hoàn tất chương trình học. Lý do là do các bạn không nắm rõ được các thông tin cần thiết trước khi trở về Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những thông tin cần thiết về visa để giúp các bạn có sự chuẩn bị chu đáo và tránh được những rủi ro không xin được visa để sang lại Mỹ. Vậy thì những du học sinh nào cần xin visa mới để quay lại Mỹ để học? Những du học sinh nào cần xin visa mới để quay trở lại Mỹ? Đó là những học sinh có visa hiện tại đã hết hạn hoặc là hết hạn trước ngày dự định quay lại Mỹ. Những học sinh bị mất tình trạng du học sinh. Những trường hợp này thì các bạn cần phải xin lại visa mới. Còn những trường hợp nào thì được gia hạn xin visa miễn phỏng vấn? Thì những học sinh có visa đã hết hạn không quá 24 tháng, ví dụ như là visa của bạn hết hạn là ngày 1 tháng 10 năm 2014, thì cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 thì các bạn sẽ được gia hạn visa miễn phỏng vấn. Thời hạn 24 tháng là tính từ ngày cơ quan lãnh sự Mỹ nhận được hồ sơ, nên là các bạn cần trừ hao 1 tháng để xử lý hồ sơ cho an toàn nhé. Và trong cái ví dụ trên thì cái ngày an toàn là trước ngày 30 tháng 8 năm 2016. Những học sinh đã lăn dấu vân tay đủ 10 ngón trong lần phỏng vấn trước, và hình thức lăn dấu vân tay thì chỉ áp dụng cho những người là đủ 14 tuổi vào ngày phỏng vấn. Nếu học sinh mà không đạt yêu cầu này thì phải đi phỏng vấn trực tiếp cho dù là visa đã hết hạn chưa quá 24 tháng. Học sinh phải có mặt ở Việt Nam lúc gửi hồ sơ xin gia hạn, và các em thì không thể là vẫn ở Mỹ mà gửi hộ chiếu về Việt Nam để làm thủ tục gia hạn visa được. Các du học sinh thì không đạt các yếu tố trên thì đều phải tham gia buổi phỏng vấn xin trực tiếp tại lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán Hoa Kỳ như là xin visa đầu tiên. Vậy thì những trường hợp học sinh có visa vẫn còn hạn để nhập cảnh vào Mỹ thì cần chuẩn bị những gì? Thì trước khi rời Mỹ thì các bạn cần phải báo cáo với văn phòng quản lý sinh viên quốc tế để kiểm tra tình trạng hợp pháp trong hệ thống service. Và hộ chiếu thì còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng kể từ ngày quay lại Mỹ. I-20 thì bản chính phải còn giá trị, thì nhờ một số năm và có chữ ký xác nhận của viên chức nhà trường cuối trang thứ 3, mỗi lần ký thì có giá trị là 12 tháng. Bản điểm chính thức, các khóa học đã học ở Mỹ, nếu không có bản điểm chính thức thì học sinh có thể là dùng bản điểm in ra từ hệ thống quản lý của trường. Nếu học sinh chuyển trường thì phải có I-20 của trường cũ và trường mới để xuất trình khi mà nhập cảnh ở Mỹ. Các học sinh phải xin visa mới để trở lại Mỹ thì cần chuẩn bị những gì? Về hồ sơ chuẩn bị thì các bạn cần chuẩn bị như sau. Trước khi rời khỏi Mỹ thì phải báo cáo với văn phòng sinh viên quốc tế để kiểm tra tình trạng hợp pháp trong hệ thống service, và hộ chiếu thì phải còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng kể từ ngày mà bạn quay trở lại Mỹ. I-20 thì phải còn giá trị sử dụng, in ở mục số 5 và có chữ ký xác nhận của viên chức nhà trường ở cuối trang thứ 3. Bản điểm chính thức các khóa học ở Mỹ, nếu như mà không có bản điểm chính thức thì các bạn cũng có thể là dùng bản điểm in từ hệ thống quản lý của trường và cung cấp thông tin đăng nhập để viên chức lãnh sự có thể là đối chiếu khi mà cần thiết. Các học sinh không thuộc diện được gia hạn visa miễn phỏng vấn thì phải chuẩn bị hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của người bảo trợ. Tiếp theo đó là cần phải kiểm tra thành tích học tập. Thành tích học tập là yếu tố quan trọng nhất trong việc xét cấp visa cho các du học sinh trở về. Học sinh không cần phải có thành tích học tập quá xuất sắc, nhưng mà cần phải thể hiện là mình có nỗ lực học tập trong thời gian học tập tại Mỹ. Đó là yêu cầu cơ bản của việc xét cấp visa Mỹ. Phần lớn rủi ro mà không được cấp visa để quay lại Mỹ học tiếp là yếu tố này. Không học chương trình Anh văn toàn thời gian nhiều hơn 2 năm. Điểm trung bình thì các bạn phải đạt là lớn hơn hoặc là bằng 3 trong các kỳ học gần nhất, không hoàn tất ít nhất số tín chỉ quy định của chương trình học ở mỗi học kỳ, không có các môn học phải nhận kết quả điểm F trong các bài kiểm tra, và trong quá trình học thì các bạn không được chuyển trường nhiều lần trong cùng một năm học. Tiếp theo đó là cần xem xét các vấn đề về pháp lý, không ở trong giai đoạn chờ cấp thẻ xanh và không vi phạm pháp luật Mỹ hoặc là đang chờ ra tòa hoặc là vì bất kỳ một cái lý do gì. Không nợ học phí ở bất kỳ trường nào đã học. Nếu mà trường hợp hồ sơ của bạn thì chưa xác định được là bạn đang ở mục nào thì hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương để được hướng dẫn nhé.
Vậy thì thủ tục gia hạn visa của các bạn thì sẽ như thế nào? Thì các bạn có thể là gia hạn visa qua đường bưu điện hay là không? Và ai thì có đủ điều kiện để gia hạn visa qua đường bưu điện? Thì bạn sẽ có đủ điều kiện trong chương trình gia hạn visa nếu như bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí sau. Thứ nhất đó là bạn không cần phải dùng hộ chiếu của bạn trong vòng từ 8 cho đến 10 ngày làm việc tới. Bạn là công dân Việt Nam hoặc là cư dân của Việt Nam có xác nhận về cư trú của mình tại Việt Nam. Bạn hiện tại thì đang ở Việt Nam. Bạn có visa không định cư của Hoa Kỳ ngoài trừ các loại visa như là E, H, L, P hoặc là R. Và visa của bạn thì vẫn còn hiệu lực hoặc là đã hết hiệu lực cách đây là 48 tháng. Hoặc là bạn có các loại visa như là E, H, L, P hoặc là R vẫn còn giá trị hoặc đã hết hạn cách đây là không dưới 12 tháng. Bạn đang xin visa cùng loại với visa không định cư đọc được bằng máy trước đây. Lưu ý là visa đọc được bằng máy là loại visa cấp cho đương đơn trên 14 tuổi đã lấy dấu vân tay ở tất cả 10 ngón và bạn có thể là nộp hộ chiếu có visa trước của bạn. Nếu bạn là học sinh và bạn chưa có rời khỏi Hoa Kỳ khi nghỉ học từ 5 tháng trở lên, trừ khi là các hoạt động ở nước ngoài của bạn là có liên quan đến khóa học, bạn không trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trong phần an ninh và lý lịch của mẫu đơn DS-160 và bạn không bị từ chối cấp visa trong cuộc phỏng vấn cuối cùng. Đương đơn không đáp ứng được các yêu cầu này thì nên đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc phỏng vấn xin visa. Và để được hướng dẫn về cách đặt lịch hẹn trực tuyến và cách gia hạn visa thì các bạn hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương qua số điện thoại đó là 0838484879. Và khi cần hỗ trợ về các thủ tục hồ sơ, các câu hỏi xoay quanh các vấn đề gia hạn visa qua đường bưu điện như là nếu như mà tôi không còn giữ hộ chiếu cũ, trong đó có visa cũ thì làm sao? Tôi muốn gia hạn visa qua đường bưu điện nhưng mà tôi cần hộ chiếu gấp để đi du lịch tới một nước khác thì tôi nên làm gì trong trường hợp này, hay là điều gì có thể là làm cho quá trình xử lý xin visa gia hạn của tôi thì được nhanh hơn, vân vân. Thì tất cả các câu hỏi này thì các bạn sẽ được các chuyên viên tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương sẽ giải đáp cho các bạn. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng của Tân Đại Dương ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là địa chỉ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng là Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng xem qua một clip chia sẻ của du học sinh đã nhận được visa du học Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào nhé. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ của du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với Bảo Châu. Bảo Châu vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi sáng ngày hôm nay và cùng trò chuyện với Bảo Châu để tìm hiểu cái quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của Bảo Châu thì như thế nào nhé. Chị chào Bảo Châu. Dạ em chào chị. Em giới thiệu đôi nét của bản thân em. Dạ em tên Châu và đã tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ tin học ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì em đang đi dạy thêm tiếng Anh vào ban đêm. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở Gò Vấp với chị. Thích nhiều thứ lắm chị ơi, đặc biệt nhất là thích đi du lịch, đặc biệt là nước Mỹ đó. Mơ ước của em qua Mỹ được em sẽ đi được nhiều nước. Và bây giờ ước mơ của mình cũng đã trở thành hiện thực rồi đúng không? Sắp tới thì mình sẽ chinh phục nhiều nơi ở nước Mỹ. Cho chị hỏi là cái cảm giác khi mà nhận được visa du học Mỹ thì nó nào? Rất là vui, khó diễn tả lắm, vui lắm, cười hoài, cười từ lúc mà từ nhận được cái tấm màu xanh đến lúc mà ra ngoài đường không cười, cười đến nỗi mà gặp cái ông người nước ngoài trên đường, anh thấy em cười hoài không hỏi sao mày vui quá vậy? Tao vừa mới lấy được visa ở lãnh sự quán nè. Hỏi mày lấy visa đâu? Tao nói tao đi Mỹ. Hỏi mày làm gì bên Mỹ? Tao nói tao đi học. Ông nói vậy hãy cố gắng nghe, cái bệnh học tốt nha. Người đầu tiên em chia sẻ là cái bạn đó đúng không? Dạ đúng rồi, người đầu tiên là cái ông người nước ngoài đang đi trên vỉa hè. Tính khi mà về công ty thì chị vẫn thấy là cái niềm vui đó còn lan tỏa trong em. Dạ, trên khuôn mặt em không chị? Đó, em chọn Mỹ du học thì nói chung là nước Mỹ là cái nền giáo dục nó tốt. Với lại em muốn sau khi mà em học ở Mỹ xong, học ngành giáo dục ở Mỹ thì khi về đây thì em có thể tự tin mình có thể mở trung tâm ngoại ngữ riêng cho mình. Có thể là tại vì học sinh ở đây trường ở Việt Nam mình thích học dùng Mỹ nhiều hơn cho nên em mới quyết định đi học Mỹ. Em thì em sẽ học trường đại học Houston ngành giáo dục. Em ở Việt Nam thì em đã học xong trường đại học ngoại ngữ tin học và cái chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh quốc tế, thì bây giờ em sẽ qua bển em học thêm cái ngành giáo dục nữa, thì để về em kết hợp hai cái đó, vừa quản trị mà vừa có giáo dục nữa thì chắc chắn là sẽ thành công. Trường đại học Houston là một cái trường rất là lớn ở Texas. Nó được xếp hạng 50 trong cái trường đại học nghiên cứu, rồi xếp hạng 300 của trường đại học trên thế giới, rồi trường nó là trong xếp hạng 200 trong các trường đại học xịn của Mỹ.
Với lại trong đó thì học phí nó cũng ok hơn so với những cái trường khác, khoảng cỡ 13-14 ngàn đô la trên năm. Em chọn trường đó thứ nhất cũng về thời tiết, thời tiết là vì nó cũng giống như Việt Nam của mình, rồi về cũng là trường có đa số các học sinh từ trên toàn thế giới học, khoảng 4 ngàn học sinh. Em không có người thân nào hết, nhưng mà chỉ có bạn em nó cũng ở bang Texas. Đó thì nó đang học ở trường đại học, học tiếng Anh ở trường đại học Saint Thomas. Đây bạn em làm hồ sơ cũng ở chỗ Tân Đại Dương luôn, và nó giới thiệu em tới cái công ty này. Khi mà em tới công ty này thì em cũng thấy được là mấy anh mấy chị cũng rất nhiệt tình, hỏi cái gì cũng trả lời hết, thắc mắc cái gì là alo một cái là chị trả lời. Em làm hồ sơ vô thì em cũng bình thường thôi, thì cũng cứ nộp hồ sơ đầy đủ hết. Chỉ có tới lúc mà phỏng vấn thì trước lúc phỏng vấn thì mình có đi học cái cách để mình tự tin với anh giám đốc ở công ty. Thì sau học được, trước đó thì học được vài hai buổi phỏng vấn ở An Khôi, sau đó thì học với anh giám đốc. Thì anh giám đốc anh chỉ cho mình những kinh nghiệm như thế nào để mình làm chủ, mình chủ động được trong cái cuộc nói chuyện với cái lãnh sự quán như vậy với người ta. Thì học thêm được rất là nhiều kinh nghiệm từ anh giám đốc. Hồ sơ của em thì chị Thúy chuẩn bị cho em, chỉ em cách phải làm như thế nào để chứng minh cái thu nhập tài chính, rồi những cái hồ sơ đây đó thì nhưng mà chị chỉ em hết. Rồi bây giờ Châu đã có visa trong tay rồi, thì em có lời khuyên kinh nghiệm nào mà chia sẻ với các bạn sắp tới được không ạ? Các bạn nếu mà các bạn mà có nhu cầu muốn đi đi xin visa để đi du học Mỹ thì các bạn điều đầu tiên các bạn là phải tự tin. Trước hết là mình phải nắm rõ hết toàn bộ thông tin về trường, về những cái nơi mình ở, rồi kèm theo với đó là mình phải tự tin, mình phải làm chủ được các cuộc phỏng vấn, và mình xem như là mình nói chuyện với người ta như một người bạn thân của mình trước mặt mình vậy đó, chia sẻ thông tin của mình, chia sẻ những cảm nhận của mình thì chắc chắn là bạn sẽ lấy được visa. Chuẩn bị hồ sơ thì các bạn có thể đến Tân Đại Dương, nơi đây mấy anh mấy chị rất là nhiệt tình, chỉ dẫn cho các bạn tất cả làm mọi thứ thủ tục, và các bạn chỉ cần đi đến cầm lại hồ sơ và đi đến chỗ phỏng vấn thôi. Chị cảm ơn những chia sẻ của Châu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em và Mỹ học tập thật là tốt và hoàn thành được ước mơ trong tương lai của mình. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Châu sau khi nhận được visa du học Mỹ. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.